Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi là NPPA9 đây. Hôm nay tôi đang thử làm MC xem thế nào cho nó hay. Không biết liệu nó có hay hay không. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review drama giữa anti và người thường nha. Đây là Nam. Tên thật của anh ấy là Lê Hải Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cô Nguyễn Thị Nguyệt Sương. Cô ấy chính là thằng spam cơm chó. Họ gọi cô ấy là bu sinh cũng được. Bạn có thể thấy Nam Lê Hải Nam của chúng tôi, Nam của chúng ta đang sủa mà không để ngoặc, mà không để dấu sao. Dấu sao là biểu hiện của việc là hành động sủa. Và cô đấy nghĩ rằng là đang là cay cú. Tiếp theo là Nghĩa Lê, chồng của Bu Sinh. Các bạn có thể thấy rằng là anh ta chính là một thằng hacker. Có thể hack mình có cờ lê và hack người ta bị block không cờ lê. Anh ta có thể block những con người trên kênh của người khác dù người ta có cờ lê. Anh ta lại chửi việc sủa. Anh ta lại là người, anh ta chính là, họ chính là vợ chồng của Bu Sinh. Vợ chồng Bu Sinh, Bu và Nghĩa. F, bạn có thể biết nó là gì rồi đấy. Chính là một từ chửi. Đây là Strange San ITB. Tôi không biết tên thật của người ta là gì, nhưng tôi cảm thấy, nhưng tôi có thể thấy rằng anh ta chính là người tốt. Nghĩa Lê và Nguyễn và Bu Sinh làm hai, là hai bọn phát cơm chó. Anh Nghĩa Lê, Mr. Nghĩa Lê, chính anh ấy bảo, anh ấy lại khoe vợ xinh nhất Đồng Tháp. Tháp ở đây đấy, có thể là căn hộ cũng được. Tòa tháp chắc là căn hộ rồi. Chúng mày cãi cha. Hồ Thụy Nguyệt Sương, chúng mày cãi cha cãi mẹ cãi ông bà hay gì đó chồng yêu. Thằng Nam kiểu mày biết gì mà cãi cha gia đình. Nguyệt Sương, lại đổ tội người ta là thằng chửi người lớn, trong khi người lớn đấy là người lớn xấu xa. Mà anh ta, mà cô ấy lại nghĩ rằng là, anh ta lại nghĩ đó là một công việc cực kỳ tệ. Mày biết gì mà cãi trả gia đình. Cái này là sai chính tả. Việc chữ trả phải là cả mới đúng. Nhóc con chả biết cái gì gọi là xinh đẹp cả. Tao mèo cãi cha đầu, cãi lũ chúng mày thôi. Nghĩa là anh ta đúng là một con người tốt trong việc chiến tranh, chiến tranh thế kỷ 22. Thế thì chúng mày cãi với người lớn, người trưởng thành rồi còn đâu. Tao không quen mày, ok. Người ta chỉ chửi đúng ấy thôi, không trọng người ta có quan hệ gì người lớn khác. Mà người ta tốt thì mình không nên chửi, còn nếu mà người ta xấu thì người ta mới chửi. Mọi người nên làm quen việc người ta là người tốt, người xấu đi. Tiếp theo một cái link. Cái này là mọi người vào link làm lười lắm. Đây, tôi cho mọi người xem cái link này này. 1 2 3, các bạn có thể thấy đây chính là GTA. Nhân vật trong phim chính là Lê Hải Nam. Các bạn có thể thấy là anh ta đang cầm súng. Đây là PVZ 360, edit của PVZ 360. Và được Lê Hải Nam đi bán hết tất cả các bọn ác nhân thích, bọn ác nhân chửi.
chửi người thường. Chuyện chiến đấu thực gây gấn. Người ta đang bắn cả một chiếc ô tô. Như kiểu các anti đang biết lái ô tô rồi đấy. Nhưng mà họ vẫn chưa phải là Razor thực sự. Chưa làm một Razor. Các bạn sẽ thấy rằng là cái drama này nó cực kỳ là gay cấn. Đó, bác thấy bu sinh không? Chính là người ta nghĩa lê không? Đó. Đây là tổng hợp các kẻ xấu. Đây là một, vừa nãy là một bắn chuột. Tiếp theo sẽ là máy bay. Một anti khác. Có nhiều anti không thể kể được. Anti Camomo bắt bồ găm. Là người mà là người không có nickname, đặt đúng cái tên anti. Các bạn thấy Việt Nam label cua không? Chính là người Thái chửi người Việt. Bon Bon chính là một thằng ác nhân. Tưởng mọi người cứ tưởng là anh ta đã giảng hòa rồi, nhưng mà không phải. Tiếp theo là làm đi, tao thưởng 100 tỷ. Vừa rồi là cảnh tôi, nghĩa là cái bằng cái chat này nó bị ẩn đi rồi. Cái chat này nó ẩn rồi, không thể kể hết được. Xin lỗi cho mọi người thông cảm nha. Anh ta bảo tôi trở thành, anh ta bảo tôi làm đó. Làm cửa hó. Mọi người biết mà. Buffett 100 tỷ. Thằng nam kiểu chửi bốc phét đi thôi. Không có ai giàu như ông. 100 tỷ. Các bạn có thể thấy rằng là 1.000 tỷ đô. Các bạn có thấy rằng là số tiền này nó còn ít hơn cả số tiền của Elon Musk đúng không? Chắc chắn rồi. Phú quý bò yên. Mình nghe từng nghe chưa? Strange San, hay còn gọi là YouTuber làm về animation Undertale. Tôi quên mất là người ta làm content về Undertale. Phiên bản art lại quạo về việc bằng chứng. Mày khỏi phải biết. Câm mồm cho tao. Nghĩa lê. Thằng nam kiểu được cùng ok. Đây là điều mong có thể rằng là Nghĩa Lê vừa nay đã đặt San Strange San lên 300 giây đúng không? Tiếp theo Nghĩa Lê đã đặt Nam trong 300 giây nữa. Thế là thằng kia kiểu cười trong độc ác và nói chúng lại tao à. Tiếp theo sẽ là Lưu LV Revert Dust. Cấm cái đầu gối mày đi. Thích đấy. Còn ác vụ sao? Người xóa tin này. Anh em, rồi. Ta còn nhiều. Người ta kiểu có rất nhiều ấy. Chặn luôn cả ác phụ luôn. Bây giờ còn mỗi Nghĩa Lê và tôi thôi. Tôi cũng chẳng muốn can thiệp gì hết. Các bạn có thể thấy rằng là tôi đã nói câu I'm a more fucking Razor đấy. Các bạn từng nghe cái ca khúc Starboy của The Weeknd chưa? Chính là ca khúc nhiều view nhất của anh ấy đấy. Ngon lấy hết chồng lại tao đi. Anh ta kiểu, anh ta bảo tôi có nên chiến đấu không. Tôi không muốn can thiệp gì cả. Anh ta bắt tôi gọi là anh. Nhưng tôi, thì mọi người biết mà, tôi hay đi kiểu trở thành thằng quan sát, hay còn gọi là người dẫn chuyện trong bộ phim What If. Nghĩa đấy. Lại là một thằng Nghĩa khác. Anti Nghĩa. Cho mày quân hàng. Anh Nghĩa, tôi kiểu, anh Nghĩa, tôi là người quan sát. Tôi không can thiệp việc đấu tranh cả. Chỉ đi bình luận MC thôi. Strange San kiểu, tôi đi quan tâm. Tôi, thằng Nghĩa Lê kiểu, đi quân 5 phút nhé. Mày sao hả thằng Doc SV. Thằng kia kiểu, mất dịch rồi thôi. Tôi, sau khi trả lời cái câu 5 phút nhà có chịu không, thì tôi bảo không. Doc cũng kìa, không thì rời chat đi. Ok, tôi rời chat. Rời chat làm MC luôn. Mày 28 tuổi mà gọi là anh gì chứ. Nghĩa là Nghĩa Lê đã 28 tuổi rồi. Còn tôi
thì cũng 14 tuổi, nên cứ gọi là anh thôi, anh và tôi thôi. Đó, quan hệ kinh điển nhất đấy. Chửi mày luôn đó, thì sao hả đó? Ờ, tao nói tao méo quan tâm, tao chỉ chửi mày thôi, mày chửi ai nữa? Giết nó cưng, mày 28 tuổi gọi là anh chứ. Tao 28 tuổi đấy thì sao hả? Gọi bằng anh chứ là gì? Dén CC, tao bận vô cùng. Bận việc hay hả Dén? Ít gọi là chú, bởi vì cũng gọi là Dén. Tao bận đâu? Chú không gọi Euro. Con thấy ok, cũng trách mày. Chú nhớ là thằng chủ kênh. Ờ, thằng chủ kênh chính là cái thằng 390 đấy. Ờ, anh ta sẽ ở đây và đi tuốc cờ lê của thằng Nghĩa Lê. Đó, thằng Nghĩa Lê cần phải tuốc cờ lê. 28 tuổi là gần chú rồi. Tôi chẳng biết tại sao Nghĩa Lê người ta lại không đi ẩn thằng Nam luôn đi nhở. Cho nó nhanh việc. Chủ kênh, tao không chống ok. Thế vô đây làm gì? Nó vô đây quấy rối thật đấy. Idol, tao mà còn chat này là tụi tao phát cơm từ thiện cho tụi bay ăn theo. Vô đây phát cơm cho chào FA đẹp ok. Ờ, Nghĩa Lê. Nghĩa Lê không F, không phải thằng FA đâu. Có chồng, có vợ rồi, có vợ chồng rồi. LV Reverse kiểu, có thích. Hai vợ chồng, mày cưới năm bao nhiêu? Tao đang FA đã bực còn phát cơm cho ở đây. Tao nói cưới là năm 2007. Nghĩa là gì? 2022 mà trừ đi 2007, nghĩa sẽ bằng 15 năm. Nghĩa là anh ta 13 tuổi, anh ta đã cưới từ 13 tuổi rồi. Hồi 13 tuổi mà định cưới kiểu trẻ con chứ gì. Đó chuyện của tao. Ờ, tôi 14 tuổi rồi, tôi chẳng cần người yêu đâu. Dù tôi có bao nhiêu tuổi chăng nữa thì tôi cũng không cần người yêu. Nếu ai muốn yêu tôi thì ok. Dù là trai gái tôi có thể chấp nhận. Thế bọn chúng biết hết đi làm gì? Tao có giấy chứng nhận kết hôn năm 2007. Tụi tao phát cơm chó. Anh ta phải 19 tuổi mà anh ta mới được ấy. Tao chỉ bực chuyên mày phát cơm chó vô tội vạ thôi nên không quan tâm chuyện đời tư. Thế chúng mày có biến không? Ok lì. Được kiểu, tao ngồi đây, ở đây nếu chúng mày không thích biến. Thằng Trần Hà Vi, anti Việt Nam Cộng Hòa. Cô ấy lại để ảnh Anja Midnight Forger rồi. Bà đã từng xem Ping Lê chưa? Ping Lê bảo nickname của cô ấy là Midnight, có người đọc là Lloyd Forger, hay còn là bố của Anna. Thế chắc chắn rằng là Anna tên đầy đủ là Anja Midnight Forger rồi. Tôi ngày xưa hay đọc là Ania. Các bạn biết Ania Corazon không? Đó là một nhân vật trong bộ phim Spider-Man đấy. Một người bình thường thôi. Một người bình thường đã trở thành cô gái chơi khăm. Ta ngồi đây nếu chúng mày không thích. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyện chính. Không thích biến, để biến. Bom đã đến và nói DCM. Thế thì lặng được phép cơn chó và giảng hòa. Giám đốc tao. Level up. Được cơ mở cái đầu mày ý bom. Mày thấy chú của Vi chặn chưa con? Bọn tao nói đúng hay sai? Chắc chắn là người ta đúng. Còn phe kia sai, nhưng không quan tâm. Rồi sau đó PVZ360 đã quay trở lại. Lại là một clip battle nữa. Các bạn hãy cùng xem lại nhá. Như vậy đóng vai các nhân trong GTA. Bắn súng ghê, mọi người thấy bắn súng có ghê không? Ghê đấy chứ. Đó, bắn súng cực kỳ là hỏa hoạn luôn.
con. Một trận đấu súng cực kỳ là nguy hiểm. Lại bắn nữa rồi. Tiếp theo sẽ là bắn máy bay. Rơi xuống rồi. Tiếp theo sẽ là ai? Liệu có phải là cái xe bên cạnh không? Chắc chắn là không phải rồi, mà là cái xe trước mặt. Có rất nhiều anti mà tôi có thể không nhìn thấy. Có rất nhiều bọn anti lắm, tôi không thể kể hết được. Nguyên văn của 2K1 là một anti đến từ tương lai. Anh ta 50 năm tuổi rồi, nghĩa là anh ta đã quay về quá khứ vào năm 2056, quay về 2022. Và anh ta đã nhận mình là thằng đến từ tương lai, nên ta cứ bảo mình 50 năm tuổi. Đó, tôi cũng chỉ gọi người ta là, tôi cũng hay xưng là ông cháu thôi. Hay gọi chủ yếu xưng chính là ông già, hay vì gọi là của. Tại vì tôi cảm thấy rằng là cách đọc đấy nó giống như kiểu Upa Mi Idol hơn. Còn bây giờ tôi sẽ cập nhật rằng là ông và tôi đi. Đó, thế cho nó kinh điển hơn. Đấy, lại là có một cái thằng xe ô tô kia nữa rồi. Anh ta đã bắn vào cái gì vậy? Không, là một cái xe ô tô nữa. Bắn luôn. Đây là xe cảnh sát rồi. Cảnh sát thứ 5. Cảnh sát mà có xe số thì đấy là, mà có xe số thì chắc chắn là binh lính số mấy. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Còn mà trong Razer thì đó gọi là Grand Prix Đề Can. Tôi chưa nhận được đề, tôi đang không biết là tôi có nhận được đề can gì hay không. Tôi cũng chẳng quan tâm. Ok, bây giờ chúng ta cùng quay lại với kênh chat. Bắt đầu LV Reverse. Đó, tôi là bạn của chủ kênh à? Không nhé, tôi ngồi đây nếu chủ... À đúng rồi, không, là đoạn này xem rồi. Ok, tiếp theo đứa giảng hòa. Ok, video của mày rất hàm tệ ai, tao không quan tâm mày nói gì, tao làm cho vui thôi. Để tôi xem cái thằng LV Reverse này làm thế nào nào. Anh ta không làm video mà cũng nói như thế rồi. Rồi ơi, tôi thì đã từng làm YouTube rồi, nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã làm hơi bị sớm. Bây giờ tôi làm video, tôi mới bắt đầu làm YouTube từ khoảng lần đầu làm YouTube, bởi vì tôi vừa nãy mới có số điện thoại. Cái lúc đấy tôi chưa có số điện thoại nên tôi không thể up được cái video hơn 15 phút. Nên tôi đã hơi sai lầm khi làm YouTube. Đó, nên bây giờ tôi đã có kinh nghiệm rồi. Hai vợ chồng chúng mày ở dưới đáy xã hội, Trần Hà Vi aka Anja Nam không bị mục kê, kệ cha bà mẹ mày. Đến mục kê Dog PVZ 3.10 Fan 390 Flag. Tôi làm video để cho vui, ạc chính, nhưng tao không quan tâm. À, người ta là, người ta có phải là cái thằng mà đi làm Undertale đúng không? Cái thằng San đúng không? Nghĩa lê chồng của Bù Sinh. Làm plan với zombie mà toàn xàm lồ. Dog nghĩa lê im ngay. Trần Hà Mi out. Tôi không đọc được cái tên, đây là tên lẫn lộn đúng không? Không, chắc là có quy luật cả đấy. Có nghĩa, có giải mã cả đấy. Táo với trẻ con là mất dạy. Có quyền đổi chủ đề. Chứ mày thấy bọn tự sát không? Tao người lớn, tao có quyền. Nhưng anh ta không phải là bọn nó toàn thành chừng. Sao mày eo nói? Thế mày cao 1m bao nhiêu? Trẻ con bé hơn người lớn. Đồng ý người lớn có quyền, nhưng tém lại dùng. 1m67. Lớp 8 mà tao cao ít nhất phải đến 1m52. Lại nữa. Vậy tao cao tới 1m64. Chỉ mãi mãi. Mày đi con Dobby. À, Trần Hà Mi, đúng rồi đấy. Mày nữa, thằng làm video 35 xem xong luôn. Mi, nói chuyện của nó không có quyền mất dạy. Nhưng đừng đi qua giới hạn. Game huyền thoại một số tuổi thơ.
Game huyền thoại một số số 1 tuổi thơ chính là Plan vs Zombie. Chính xác rồi, đến cả Mi Game cũng nói như vậy. Thế là xong rồi. Ha ha. Chờ là Mi, ok. Anh bảo mày hack bọn tao. Mặt thì cút. Cút. Thì cút, mày chở trâu. Mày đi. Bọn cứ nghĩ rằng là nếu ai đấy làm gì bạn mà không có lý do thì bạn có nên đánh lại người ta không? Chắc chắn là có rồi. Kể cả ba mấy bạn cũng nên luôn. Bởi vì tôi không quan tâm đúng sai. Tôi phải vượt qua giới hạn của tôi. Không thể kẹt trong sự tận thế như này được. Nhưng mà tôi vẫn chưa có cái gì để chống lại được cả. Nên tôi vẫn sẽ chịu đựng. Nhìn quen GLVL thằng nam Nghĩa Lê Peach. Nghĩa Lê. Một cái là sai chính tả, hai cái là gây đúng chính tả. Tao chán gây vua lắm rồi, nên tao chỉ chửi nhẹ thôi. DOG cái này. Bạn biết DOG Murphy không? Chính là thú nuôi của nhà Murphy đấy. Của những con người tạo ra định luật Murphy đấy. Bà chị mới đã quay trở lại. Chúng ta đã đặt Nghĩa Lê ở chế độ hết thời gian từ 300 giây. Đã ẩn Nghĩa Lê và cũng đã tước hết cờ Lê rồi. Bà chị mới của chúng ta quay trở lại. Lvedos đã đặt Nghĩa Lê trong của Bu Sinh ở chế độ hết thời gian 300 giây. Sao không lộ ẩn luôn đi mà cứ phải nói. Anh Giai ơi, còn vô đây quay sao? Yeah, cứu tụi em. Thằng này hack cờ Lê. Bom bom. Tất nhiên rồi. Tôi có thể làm nhạc căng nhưng mà tôi cảm thấy rằng là nhạc căng nó bị ẩn quyền nên không dám. Ok, cẩn thận nó sẽ hack em block vào rồi phá chat. Anh mới cứu chúng em. Cố lên. Cứu hộ bố mày cái. Cứu hỏa, ăn bước đi bom bom. Để tôi có nên tôi không phải là một thằng can thiệp nên thôi. Không làm đâu. Chết chưa? Mày chưa con? Hello anh, giảng hòa đi. Hello em nha. Hello anh chủ kênh. Còn ai bước ra đây đi, đừng có trốn nữa. Gây qua chỉ chuyện thôi mệt. VL. Còn dám bảo là chú V, ông ngoại, chú vàng bảo vệ. Chúng nó toàn block người khác thôi. Hồ Thị Nguyệt Sương. Chúng con cạc. Ra đây bố mày cái. À khoan, đây là cái link nó độc quyền. Thanh trực mãi mãi. Đéo nhỉ. Ăn block đi, ăn vui vẻ. Có Sương. Anh cẩn thận chúng nó sẽ hack. Ăn bước rồi vô đi phát chat. Ok, đây là thời cơ tốt. Okay. Cái này là gửi 2 lần đúng không nhỉ? Chắc là gửi 2 lần rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng mà xem đây là cái link Bonbon nào. Là Bonbon như là link YouTube à? Tôi xin đấy. Chắc chắn người ta lại die rồi. Vợ. Anh không biết bọn họ dùng cách nào mà họ vô đây chat được. Vợ nó bảo là hôm nay là ngày vui, phần mềm bí mật vô đây phá chat với lũ trẻ trâu. Mấy thanh niên nói vậy. Ok, tôi có nên dừng ngay tại đây hay không? Hay chúng ta... Hay tôi nên nghỉ một tí, rồi sau đó nói chuyện gì đấy sau. Kể chuyện drama thì đã đủ rồi. Tôi không thể nào mà kể full hết mọi mọi chat được. Bởi vì nó cực kỳ là nhiều. Nhiều hacker xài phần mềm bí mật. Biết phần mềm hack bí mật nào đấy không? Nếu mà nó bị lộ đấy thì tất cả mọi người ở đây đều đã kiểu có kinh nghiệm hết rồi. Đều cũng đã hack người ta rồi. Hack luôn rồi thì sẽ đến vô cực rồi. Nên người ta vẫn phải bí mật đi thì mới lấy được. Đưa mà nhắc mình nhớ. Thằng Dog Hacker phản team. Ở đây ai là phản team vậy? Tôi không biết. Nhưng chúng ta sẽ có trong tập sau. Bye bye. Nhưng nó không ra đây. Tất nhiên rồi, nó sẽ không bao giờ ra đây. Nó là ninja mà. Bye.